Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với nhà phân phối giỏ xuồng Cano Bobo Composite Trung Tính. Em là Miss Teaching. Thì đối với những anh chị lần đầu tiên xem kênh YouTube của Miss Teaching thì em cũng xin cảm ơn đến anh chị đã lựa chọn video của em trong hàng triệu video ngoài kia. Và hôm nay là một buổi trưa của ngày 25 tháng 7 năm 2022. Thì bên Trung Tính Composite tiếp tục có một chuyến hàng ngày hôm nay là đi miền Trung và miền Bắc cho những anh chị khách bên em luôn ha. Hôm nay là rất là nhiều những cái mẫu như là vỏ lãi, bobo, xuồng cắt lái cũng như là xuồng tâm bản được lên rất là nhiều hết anh chị. Thì để xem báo giá trong thời điểm lên hàng cũng như là những cái mặt hàng của bên Trung Tính Composite dành cho những anh chị khách ở xa để mình có thể là có những hình ảnh thiết thực nhất cho mình có thể là phục vụ trong quá trình mà mua hàng của mình hết anh chị. Thì sau đây em xin mời tất cả các anh chị cùng em xem hết clip của ngày hôm nay. Trong clip hôm nay là em sẽ là báo giá chi tiết đầy đủ các mặt hàng cho các anh chị tham khảo nha. Thì đầu tiên ngày hôm nay sẽ là một cặp vỏ lãi với kích thước là 7m2 được giao đi Lạng Sơn nè các anh chị. Thì sau đây là em sẽ báo về phần chiều rộng ngang của chiếc này là sẽ là rộng 1m1 cho các anh chị ha. Đó, cái lái của nó sẽ là 1m1 ha. Thì chiều cao của chiếc này là sẽ là 45 đến là 50cm. Ở phía trước mũi thì nó sẽ là cao 50cm. Tuy nhiên là cái độ ốp vô của nó sẽ là ốp vô để tăng lên cái độ vọt cho các anh chị. Càng dần về phía sau thì nó sẽ được mở rộng ra hai bên để tạo nên một cái độ vững vàng cho các anh chị. Đồng thời là cái độ tiếp xúc mực nước của nó sẽ là thấp xuống để cho cái chân vịt của mình đó các anh chị có thể là tiếp xúc được với nước dễ dàng hơn, chạy vọt hơn. Mặc dù đây là vỏ tải các anh chị, tuy nhiên là nó vẫn đáp ứng được cái độ là cái dáng nó vẫn là thanh thoát cho các anh chị ha. Thì sau đây em sẽ quay rõ cái dáng hơn cho các anh chị xem nha. Đó, thì đây là dáng của chiếc vỏ lãi 7m2 ở phiên bản là siêu tải lái 1m1. Sẵn tiện đây thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em giao đi ngày hôm nay cho những anh chị có thể là tham khảo luôn ha. Thì đối với những anh chị khách ở miền Bắc sở hữu chỉ với giá là 16.400, anh chị ở miền Trung sở hữu chỉ với giá là 14.700, anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 12.800 và anh chị ở miền Đông sở hữu chỉ với giá là 13.600. Thì giá bên trên là em đã bao vận chuyển cho các anh chị, đồng thời là bảo hành lên đến là 20 năm, có tặng kèm theo cho các anh chị là dầm, bộ máy và cục khung. Đó. Thì anh chị có thể thấy là sản phẩm vỏ bên Trung Tính Composite là dây cong được cao lên tới bên trên be, đồng thời là cách khoảng giữa hai dây cong nè các anh chị sẽ có một cái trụ lên để tạo nên một cái độ cứng cáp hơn trong quá trình mà mình sử dụng chiếc vỏ lãi ha. Đồng thời ở mỗi giữa dây cong sẽ có lỗ dẫn nước để anh chị thuận tiện hơn trong việc tát nước của bên mình. Thì sản phẩm này là em bảo hành lên đến là 20 năm nên anh chị hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng và cũng như là đi lại của bên mình luôn các anh chị. Thì đối với hai chiếc vỏ lãi ngày hôm nay để em xem coi sẽ là đi giao đi cho những anh chị khách nào ha. Chiếc ở trên đây sẽ là giao đi cho khách bên em tên là Ngô Yên Bình ở Bình Định các anh chị. Và ở bên dưới là sẽ giao đi cho khách tên là Tô Văn Giang ở Lạng Sơn. Thì đối với hai chiếc này thì tải là lên đến là từ 1 tấn 1 lên đến là 1 tấn 3 có thể hơn luôn các anh chị. Ở những nơi không có sóng nhiều thì anh chị hoàn toàn có thể là tải hơn cái số trọng tải an toàn em vừa mới báo cho các anh chị luôn. Và tiếp tục cái chiếc mà cũng đang trong quá trình chuẩn bị lên hàng ngày hôm nay cũng là một chiếc vỏ lãi với kích thước là 7m2. Nãy giờ em mới vừa quay giới thiệu cho các anh chị đó các anh chị. Là chiếc này là cũng bằng kích thước với lại là hai chiếc này luôn ha. Đó. Là chiếc này sẽ được giao đi cho khách hàng bên em tên là anh Mừng ở Lạng Sơn. Một chút xíu nữa trong quá trình lên hàng thì em sẽ quay cụ thể cái dáng ở phía bên dưới cho các anh chị cùng xem nha. Đầu tiên được lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc vỏ lãi với kích thước là 7m2 được giao đi cho anh khách là anh Giang ở bên em, là anh khách này ở Lạng Sơn hết các anh chị. Đó. Thì em cũng xin cảm ơn anh Giang đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc vỏ lãi với kích thước là 7m2 này nha. Thì đây là ở phía dưới của chiếc vỏ lãi nè các anh chị. Đó. Cái be bên hông rất là sắc nét các anh chị. Được lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc vỏ lãi với kích thước là 7m2 bằng chiếc nãy giờ em quay cho các anh chị xem đó các anh chị. Được giao đi cho anh khách bên em tên là anh Mừng ở Lạng Sơn luôn các anh chị.
sau hai chiếc Lạng Sơn ngày hôm nay sẽ là những chiếc ở Hải Phòng cũng như là Quảng Trị các anh chị. Cũng cực kỳ là đẹp luôn đó các anh chị. Thì em cũng xin cảm ơn anh Mừng đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc vỏ lãi 7m2 này nha. Tiếp tục được lên hàng chiếc thứ 3 ngày hôm nay sẽ được giao đi cho anh khách bên em tên là anh Hải Thỏ ở Lộc Bình, Lạng Sơn các anh chị. Thì em cũng xin cảm ơn anh Thỏ đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc vỏ lãi với kích thước là 6m3 ở phiên bản siêu tải. Được lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc xuồng tam bản với kích thước là 4m được giao đi cho một anh khách ở bên em là ở Hải Phòng hết các anh chị. Thì chiếc xuồng tam bản với kích thước 4m vừa được lên xe là giao đi cho anh Văn Bắc hết các anh chị. Và anh cũng ủng hộ luôn bên em là thêm một chiếc xuồng cắt lái với kích thước là 5m4 ở phiên bản là siêu tải mẫu mới này hết các anh chị. Chiều rộng ngang của chiếc này là rộng 1m và về phần chiều cao mực nước sẽ là cao 40cm. Đó các anh chị, được tặng là kèm theo là một cái bẩn ở dưới cổng số 2 và chỗ ngồi luôn hả các anh chị. Thì đối với mẫu này là rất là phù hợp cho những anh chị khách yêu thích mẫu xuồng cắt lái, tuy nhiên là thích tải nhiều thì sản phẩm này cực kỳ là phù hợp. Và đối với mẫu này rất là dày dặn cho các anh chị luôn, đáp ứng được cái phần mà tải trọng cho các anh chị để các anh chị có thể là tải hàng nhiều luôn hả các anh chị. Sẵn tiện đây thì cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em giao đi cho anh Văn Bắc là đối với chiếc xuồng cắt lái 5m4 siêu tải này, anh chị ở miền Bắc sở hữu chỉ với giá là 9.3 triệu, anh chị ở miền Trung sở hữu chỉ với giá là 8.8 triệu, anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 8.3 triệu và anh chị ở miền Đông sở hữu chỉ với giá là 8.6 triệu. Thì giá bên trên là em đã bao vận chuyển cho các anh chị, đồng thời là bảo hành lên đến là 20 năm, có tặng kèm theo cho các anh chị là dầm, bộ máy và cục thun. Thì sau đây em cũng xin cảm ơn anh Văn Bắc đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính hai chiếc phương tiện thủy ngày hôm nay hết các anh chị. Một chiếc là xuồng cắt lái 5m4 siêu tải, một chiếc là xuồng tam bản 4m. Và ngoài ra anh còn ủng hộ luôn là một cái đầu máy các anh chị và những cái chân vịt cũng như là phụ tùng là bằng inox ha. Thì đang trong quá trình đợi sắp xếp những cái phương tiện thủy lên xe một cách là cố định để chắc chắn cái sản phẩm giao đến các anh chị là sẽ là được nguyên vẹn hết các anh chị. Thì sẵn tiện đây là em cũng xin giới thiệu đến các anh chị là một cái vỏ lãi với kích thước là 4m9 được giao đi cho anh khách bên em là anh Hoàng ở bến du lịch Thủy Điện ở Hòa Bình đó các anh chị. Thì đối với chiếc vỏ lãi với kích thước là 4m9 này, chiều rộng ngang sẽ là rộng 90cm nè các anh chị. Đây, đây là về phần chiều rộng ha. Còn về phần chiều cao của chiếc vỏ lãi này thì sẽ là cao 35cm. Đó, đây là về phần chiều cao. Đối với sức tải của chiếc này sẽ tải được cho các anh chị lên đến là 450, đó là 500kg luôn các anh chị. Thì sẵn tiện đây em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em giao đi cho anh để những anh chị có thể là tham khảo luôn ha. Thì anh chị ở miền Bắc sở hữu chị với giá là 8.7 triệu, anh chị ở miền Trung sở hữu chị với giá là 8.3 triệu, anh chị ở miền Đông sở hữu chị với giá là 7.2 triệu và anh chị ở miền Nam sở hữu chị với giá là 6.8 triệu. Thì giá em vừa mới báo bên trên là đã bao vận chuyển cho các anh chị, đồng thời bảo hành lên đến là 20 năm, có tặng kèm theo dầm, bộ máy và cục thun. Thì đối với chiếc vỏ lãi với kích thước là 4m9 này là ở phía trước là sẽ có cái nắp sạc để anh chị có thể là chứa đồ ở phía bên trong này hết các anh chị. Mình có thể là cái khoang chứa đồ và khóa lại ở đây. Thi công thì được cao lên tới bên trên be, có lỗ dẫn nước để thuận tiện cho việc cắt nước, chỗ ngồi và hộc đựng đồ khóa lại. Ở phía sau thì sẽ có hai cái lỗ để anh chị có thể là đặt cái dàn nắp nuôi tôm của mình lên đây. Thì đây chỉ là một cái giống như là miếng tem của mình đó các anh chị, để chứng tỏ đây là vỏ mới ha. Thì anh chị về mình chỉ cần khỏi nhẹ vào đây thì có thể là đặt cái dàn lắp đuôi tôm cũng như là cái máy của mình lên đây để có thể chạy. Thì sẽ có hai cái chế độ cho các anh chị, anh chị có thể là đặt cái nền máy của mình ha. Ví dụ như mình muốn cái dàn lắp mình dài thì mình đặt cái lỗ ở phía sau, còn ví dụ như mình muốn dàn lắp mình ngắn thì mình đặt ở phía trước. Rất là linh hoạt cho các anh chị trong quá trình mà anh chị có thể là đặt máy luôn. Và cũng chuẩn bị lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc xuồng cắt lái với kích thước là 5m4 ở phiên bản siêu tải ha các anh chị. Thì được giao đi cho anh khách bên em là anh Thắng ở Lào Cai. Đối với mẫu này là nó giống với lại chiếc của anh Bắc ở Hải Phòng vừa mới được lên xe các anh chị. Thì
Mới nãy là do là lên gấp quá nên là chị quay sơ ngang về cái dáng cho các anh chị thôi. Tuy nhiên là sẵn tiện đây thì em sẽ quay cụ thể hơn về phần bên trong cho các anh chị xem ha. Đối với mẫu này là được tặng kèm theo một cái bựng ở phía trước nè các anh chị. Từ đó là tạo nên một cái hộc rất là sâu và bự cho các anh chị nè. Đó, anh chị có thể là chứa đồ thoải mái luôn. Tiếp đến là đến những cái dây cong thì được cao lên tới bên trên be, có lỗ dẫn nước. Và mẫu này cũng tặng kèm theo cho các anh chị là một cái chỗ ngồi. Thì đối với xuồng cắt lái, mẫu này các anh chị là rất là rộng và vững vàng. Và chiều cao của nó cao, đảm bảo được cái độ an toàn của anh chị. Nên là bên Trung Tính Composite có là thiết kế thêm một cái chỗ ngồi bên hông. Còn đối với những chiếc xuồng cắt lái ở phiên bản vỏ các anh chị thì cái độ an toàn của nó thì nó sẽ không vững bằng những chiếc này. Nên là Trung Tính Composite hồi lúc trước là không có cái chỗ ngồi. Tuy nhiên là sau này do là cái sự yêu cầu thay đổi là bên Trung Tính cũng sẽ là đáp ứng cho các anh chị, đã có làm thêm chỗ ngồi cho các anh chị. Tuy nhiên là mình ngồi ở phía giữa nè các anh chị. Mình ngồi ở giữa chỗ này, cái băng ngang chỗ này chứ không phải là ngồi bên hông giống như là chiếc siêu tải mẫu mới này các anh chị. Thì đối với mẫu này là mới nãy là em cũng có báo giá cho các anh chị tham khảo của cái chiếc của anh Văn Bắc rồi đó các anh chị. Đó. Sau đây thì em sẽ quay cái về cái phần độ dày để cho các anh chị xem cụ thể hơn ha. Đó. Độ dày của chiếc này cực kỳ là dày luôn ha. Thì tăng lên về phần chiều cao và mở rộng ra về phần chiều ngang. Từ đó là nó giúp tạo nên là mình tải nhiều hơn. Thì đối với độ dày là phải tăng lên gấp đôi luôn các anh chị. Thì nó mới chịu được cái sức trọng tải của chiếc xuồng này mang lại cho các anh chị. Từ đó là mình sẽ là chắc chắn hơn trong quá trình đi lại và hoàn toàn là chịu lực lên đến là từ 800 đến là 950 kg luôn các anh chị. Đó, thì sản phẩm này là em cũng xin nhắc lại là phù hợp cho những anh chị khách yêu thích mẫu xuồng cắt lái, tuy nhiên là muốn tải nhiều thì mẫu này cực kỳ là hợp lý. Và đây là chiếc Bobo với kích thước là 4m5, chiều rộng ngang là 90cm và về phần chiều cao mực nước sẽ là 35cm thôi các anh chị. Thì đối với mẫu Bobo này, bên Trung Tính Composite là có cái chỗ ngồi cho các anh chị, đồng thời là luôn có tặng kèm là bẩn số 2 cho các anh chị và nắp sạp nữa các anh chị. Đó. Mình mở ra và đựng đồ ở phía bên trong này luôn. Đối với mẫu Bobo ngày hôm nay sẽ được giao đi cho anh khách bên em là một thầy cúng tên là Tuấn nha các anh chị. Anh khách này là ở Yên Phong, Bắc Ninh các anh chị. Đó. Ngoài ủng hộ một chiếc Bobo với kích thước là 4.5 này ra thì anh còn ủng hộ luôn cho bên em là một bộ máy Yoko 6.5 mã lực nguyên trọn bộ luôn các anh chị. Gàn láp, chân vịt, và khi mà mua nguyên trọn bộ này thì em cũng có tặng kèm theo cho anh là một cây nhớt. Thì trong đây là có đầy đủ là bộ máy, hung cũng như là cản cỏ, về là mình chỉ cần đổ xăng vô đi thôi các anh chị. Đối với chiếc Bobo ngày hôm nay là anh cũng yêu cầu bên em là gắn thêm là 5 cái cọc chèo nè các anh chị. Đó, 5 cái cọc chèo ha, 1, 2, 3, 4 và ở phía trước mũi là cũng có một cọc chèo nữa, là để về anh có thể là cắm cờ các anh chị. Thì đối với 5 cái cọc chèo ngày hôm nay là mỗi cọc chèo làm thêm chỉ là 100.000 thôi. Đó, bên trong thì sẽ là sắt ha, và được sơn nước sơn và cũng như là quét keo bên ngoài rất là chắc chắn cho anh luôn. Sẵn tiện đây thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em giao đi cho anh khách này bên em. Thì đối với những anh chị ở miền Bắc sở hữu chỉ với giá là 7.5 triệu, anh chị ở miền Trung sở hữu chỉ với giá là 7.2 triệu, anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 6.5 triệu và anh chị ở miền Đông sở hữu chỉ với giá là 6.9 triệu. Giá bên trên là đã bao vận chuyển cho các anh chị, đồng thời là bảo hành lên đến là 20 năm. Có tặng kèm theo cho các anh chị là dầm, bộ máy và cục thun. Bây giờ một chút xíu nữa là sẽ đến quá trình lên hàng, rồi em sẽ quay tiếp tục cho các anh chị xem ha. Đây là dáng của chiếc Bobo ha các anh chị, rất là đẹp. Và tiếp đến đây sẽ là hai chiếc cano với kích thước đều là 4m5, ở phiên bản là cao nước luôn các anh chị, và đều là màu trắng và viền cam ha. Đó, thì phía bên dưới đây sẽ là cái mũi của nó nè. Đối với màu này á, là bên em bán rất là chạy luôn, được sự yêu thích của khách hàng rất là nhiều. Và mình làm ra bao nhiêu chiếc màu này là đều là giao đi hết luôn ha các anh chị. Đó, thì một cái sự khác biệt giữa hai cái cano em đang chuẩn bị giới thiệu đến các anh chị đây. Thì đối với cái cano này nè các anh chị, là để mình có thể là chạy máy thủy, mình gài cái máy của mình vô cái bệ này ha các anh chị. Và mặc dù là chạy máy thủy, tuy nhiên là Trung Tính Composite cũng là có làm theo cho các anh chị là một cái lỗ ở đây, để trường hợp mà mình muốn thay cái máy mình chạy với các anh chị thì hoàn toàn có thể là cắt ngang cái bệ này và đặt cái dàn lắp rotor ở đây. Từ đó là nó tạo nên một cái sự tiện lợi hơn trong quá trình mà mình đặt máy cho chiếc cano của mình. Và đối với chiếc cano này thì hoàn toàn là đặt
mái đuôi tôm này hết các anh chị. Thì đây là cái bệ mái dành cho đặt dàn lát đuôi tôm. Thì cái đuôi ở phía sau là nó sẽ là như vậy. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa hai cái dòng này. Thì đối với những anh chị khách nào đặt những cái mái ở chế độ nào thì cứ báo nhân viên tư vấn của bên em sẽ giao là đúng đối với cái chế độ đặt mái cho các anh chị. Đối với sức tải của chiếc này sẽ tải được cho các anh chị lên đến là từ 800 đến là 900 kg luôn các anh chị. Hoặc là ở những nơi mà không có sóng nhiều, anh chị hoàn toàn có thể là tải hơn số trọng tải an toàn em vừa mới báo cho các anh chị. Phiên bản này là phiên bản không có lót sàn hết các anh chị. Thì đối với những anh chị khách nào muốn lót sàn thì bên Trung Tính Composite cũng có là làm đáp ứng luôn cho các anh chị nha. Dây cong được cao lên tới bên trên be, đồng thời là có lỗ dẫn nước, anh chị thuận tiện hơn trong việc tát nước nè. Thì sẵn tiện đây, trong quá trình lên hàng và giới thiệu đến các anh chị thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em giao đi cho những anh chị khách này ở bên em. Thì đối với những anh chị ở miền Bắc sở hữu chị với giá là 12.500, anh chị ở miền Trung sở hữu chị với giá là 11.900, anh chị ở miền Nam sở hữu chị với giá là 11.300 và anh chị ở miền Đông sở hữu chị với giá là 11.600. Thì giá bên trên là em đã bao vận chuyển cho các anh chị, đồng thời là bảo hành lên đến là 20 năm, có tặng kèm heo dầm, bộ mái và cục khung cho các anh chị luôn. Đối với chiếc cano có bệ đặt mái thủy này thì anh khách bên em là anh Quốc Hịnh các anh chị, là chọn là có yêu cầu thêm là đặt hai cái cọc chèo hai bên, cách ở sau lái là 1 mét này hết các anh chị, thì sẽ đặt hai cọc chèo hai bên để anh có thể là neo cái chèo mình vô ha. Thì đối với chiếc này sẽ là giao đi cho anh ở Quảng Trị thì của anh Thịnh. Đến chiếc ở phía sau này là cano chạy mái đuôi tôm thì sẽ được giao đi cho một anh khách ở bên em tên là anh Đức Hùng ở Bắc Ninh các anh chị. Thì anh ngoài ủng hộ chiếc cano ra, anh cũng ủng hộ luôn bên em là một cái láp với 16 ly và ở cái độ dài là 2m8 nữa các anh chị. Đó, thì những cái phụ tùng chiên là bằng inox nè, Trung Tính Composite là cung cấp đến các anh chị ha. Và tiếp tục được lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc cano với kích thước là 4m5 cao nước cho anh Hùng ở Yên Phong Bắc Ninh các anh chị. Thì chế độ này là đặt dàn lát đuôi tôm ha. Em cũng xin cảm ơn anh Hùng đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite nha. Tiếp tục vừa mới được lên hàng là một chiếc Cobo với kích thước là 4m5 được giao đi cho anh Tuấn ở Yên Phong Bắc Ninh. Thì em cũng xin cảm ơn anh Tuấn đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính. Ngoài ủng hộ chiếc Cobo ra thì anh còn ủng hộ luôn là một bộ máy 6.5 mã lực. Tiếp tục được lên hàng ngày hôm nay cho trang trại Hùng Thần ở Thanh Hóa, thì em cũng xin cảm ơn anh đã ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc Cobo với kích thước là 3m3 này nha. Đối với mẫu này thì rất là nhỏ gọn luôn hết anh chị. Thì chiều rộng ngang chỉ là 86cm, chiều cao là 32cm, sức tải là 250 đến là 300kg. Thì đối với những anh chị khách mà mình ở những cái sông nhỏ hoặc là những trong những cái hầm đó các anh chị, mình hoàn toàn có thể là để ở trong cái sông của mình luôn. Thì đây là anh khách mua để ở trong cái trang trại ha, rất là phù hợp luôn các anh chị. Vừa mới được lên hàng là một chiếc cano với kích thước là 4m5 ở phiên bản cao nước với cái bệ gắn máy thủy được giao đi cho anh Quốc Thịnh ở Quảng Trị bên em. Thì em cũng xin cảm ơn anh Thịnh đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc cano với kích thước là 4m5 ở phiên bản cao nước này nha. Và đang trong quá trình đợi sắp xếp những cái phương tiện thủy lên xe thì sẵn tiện em cũng tranh thủ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn, đây là mẫu Bobo với kích thước là 4m5. Và đối với mẫu này là sẽ ở phiên bản là màu trắng và được viền là viền màu đỏ ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Đó. Thì đối với chiều rộng ngang của chiếc Bobo với kích thước là 4m5 tải này thì sẽ là rộng 90cm, cao 35cm và sức tải cho các anh chị lên đến là 500 đến là 550kg ha các anh chị. Đó, thì đây em sẽ đi ra xa và quay cụ thể về cái dáng cho các anh chị xem ha. Đây, dáng cực kỳ là đẹp ha các anh chị. Sẵn tiện đây thì em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm hiện tại em giao đi cho những anh chị khách ở bên em. Thì đối với những anh chị ở miền Bắc với giá là 7.500, anh chị ở miền Trung sở hữu chị với giá là 7.200, anh chị ở miền Nam sở hữu chị với giá là 6.500 và anh chị ở miền Đông sở hữu chị với giá là 6.900. Thì giá bên trên là em đã bao vận chuyển cho các anh chị, đồng thời bảo hành lên đến là 20 năm, có tặng kèm theo cho các anh chị là dầm, bộ mái và cục khung. Thì đối với mẫu này là sẽ có chỗ ngồi cho các anh chị luôn ha, bẩn và cũng như là cái hộc ở phía trước nè. Trước đây á, thì đối với những cái mẫu này á, các anh chị sẽ là không có nắp sạc cũng như là không có
chỗ ngồi cho các anh chị, 49 mới có ha. Tuy nhiên là gần đây là bên Trung Tính Composite là đã cải thiện hơn, là tất cả những cái mẫu này đều có chỗ ngồi và cũng như là nắp sạp cho các anh chị luôn. Thì hai bên là sẽ được viền cao su và ở đằng sau cũng là viền cao su luôn, để khi anh chị để cái dàn lát đuôi tôm của mình lên không có bị cọ vào cái keo của phương tiện thủy hết các anh chị. Đó, thì đây là dán bên hông nè. Nhìn rất là sắc sảo và cũng như là sắc bén luôn, chinh phục tốc độ cho các anh chị. Đối với phần mũi của chiếc bo bo thì sẽ được nâng cao lên phía bên trên nè, vuốt nhẹ lên nè các anh chị, nhìn rất là sắc bén ha. Càng dần về phía sau thì độ cao của nó sẽ được nâng cao lên. Và đối với cái đáy của nó sẽ là đáy bằng các anh chị, tạo nên độ vững vàng cho các anh chị. Khi mà mình chạy tốc độ cao các anh chị, mũi thì nó sẽ chinh phục được tốc độ. Còn ở phía sau thì nó sẽ là hỗ trợ cái vấn đề mà vững cho các anh chị trong quá trình anh chị chạy nhanh. Thì đối với những anh chị yêu thích tốc độ thì mẫu Bobo này rất là phù hợp cho các anh chị luôn. Và chiếc Bobo với kích thước là 4m5 ngày hôm nay sẽ được giao đi cho anh khách tên là anh Hải Nam ở Quảng Ninh đó các anh chị. Thì em cũng xin cảm ơn anh Nam đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc Bobo với kích thước là 4m5 này nha. Một hồi chút xíu nữa lên xe thì em sẽ quay tiếp tục quá trình lên hàng cho các anh chị xem. Và tiếp tục được lên hàng ngày hôm nay sẽ là một chiếc cano với kích thước là 4m5 ở phiên bản là cao nước. Và cái chế độ đặt của anh là sẽ là vừa là máy thủy vừa là đuôi tôm luôn các anh chị, nên là anh yêu cầu bên em là cắt bệ ra cho anh. Đó, thì đối với màu sắc của chiếc này là phần ở trên ve gió sẽ là màu trắng, viền cam và ở tiếp bên dưới cũng là một cái viền cam nữa. Và phần ở phía dưới tiếp xúc với mặt nước là sẽ là màu xanh dương. Đó, thì ngoài đặt chiếc cano ra thì anh Nam cũng ủng hộ luôn bên em là một cái mái che. Là đồng thời ở phía trước mũi là các anh chị sẽ có một cái bẩn để anh có thể là cái nắp ở đây mình chứa đồ ở phía trước mũi ha. Và anh cũng mua luôn là những cái phụ tùng bên em và anh làm gờ hai bên hông nè ha. Từ đó là mình có thể là lót qua những cái miếng ván ngang á các anh chị để mình tạo nên một cái băng ngồi. Đó, thì rất là phù hợp luôn. Thì sau đây là chiếc cano 4m5 ở phiên bản cao nước của anh Nam ở Vĩnh Phúc đã được lên xe. Em cũng chân thành cảm ơn anh Nam đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc cano với kích thước là 4m5 này nha. Chiếc Bobo với kích thước là 4m5 được lên xe thì em cũng xin cảm ơn anh Hải Nam ở Quảng Ninh đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite một chiếc Bobo với kích thước là 4m5 ở phiên bản là tải này. Tiếp tục chuẩn bị lên hàng ngày hôm nay là một chiếc cano với kích thước là 4m5 ở phiên bản là cao nước, có lót sàn cho anh và anh cũng làm thêm là hai cái gờ hai bên nữa hả chị, là 4 cái và hai cái băng ngồi. Từ đó là mình lót hai băng ngồi ngang đây và ngang đây là có thể là ngồi ở trên cái sàn này. Và đồng thời là anh cũng đặt luôn bên em là một cái máy thủy đến từ mã lực là 15HB hai thì lái tay và bình xăng nữa hả các anh chị. Nguyên chọn bộ này của anh luôn. Đó. Thì chiều rộng của chiếc cano này là ngang là 1m2, cao 50cm, sức tải là từ 800 đến là 900kg hết các anh chị. Thì đây là giao đi cho anh Lý, khách hàng ở Đà Nẵng nha. Thì đối với cái máy này em cũng xin báo giá tham khảo trong thời điểm em giao đi cho anh là máy 15HB 2 thì lái tay là chỉ với giá là 21 triệu thôi các anh chị. Còn về phần chiếc cano thì em cũng xin báo giá tham khảo luôn là đối với những anh chị ở miền Bắc sở hữu chỉ với giá là 12.500, anh chị ở miền Trung sở hữu chỉ với giá là 11.900, anh chị ở miền Nam sở hữu chỉ với giá là 11.300 và anh chị ở miền Đông sở hữu chỉ với giá là 11.600, thì giá bên trên là đã bao vận chuyển cho các anh chị ha. Còn giống như là mình làm thêm mái che thì tầm khoảng 1.800.000 các anh chị, còn lót sàn thì tầm khoảng 3.500.000 và những cái bình xăng và bình đề cũng tầm khoảng là 3.500.000 thôi anh chị. Thì nguyên cái bộ của anh Lý ngày hôm nay là tầm khoảng là 30-40 triệu thôi, là mình đã có một cái bộ để sử dụng như vậy hết các anh chị. Thì anh chị khách nào có nhu cầu và sử dụng tham khảo nguyên chọn bộ giống như anh khách này bên em thì anh chị hoàn toàn có thể là tham khảo những cái ý tưởng làm này để mình đặt một chiếc giống y gan anh ha các anh chị. Sau đây là lên một bộ máy 18HB với cái ống lép là dài 2m5 được giao đi cho anh Thỏ ở Lạng Sơn của bên em ha các anh chị. Đó, thì khi anh chị mua trọn bộ giống như vậy là bên em có tặng bên trong là nhớt, bộ máy, cục thun và cũng như là lắp bố đạn cho anh chị có chuẩn bị luôn ha. Giờ mình chỉ cần đặt lên cái phương tiện thủy của mình thôi. Thì anh Thỏ cũng là ủng hộ bên em luôn là một chiếc
vỏ lãi với kích thước là 6x3 đó. Đó là về mình đổ xăng vô đi thôi các anh chị, rất là tiện lợi luôn. Ngoài cung cấp những cái phương tiện thủy bằng chất liệu composite ra thì bên Trung Tính Composite là còn cung cấp đến quý anh chị và các bạn những cái phụ tùng nông ngư cơ chuyên là bằng inox và những cái máy chính hãng ha các anh chị. Thì khi anh chị đặt những cái phương tiện thủy mình mua nguyên trọn bộ máy giống như này các anh chị thì sẽ tăng lên sự tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng các anh chị. Mình tiết kiệm được cái thời gian của mình, như mình đặt máy ở chỗ này và mua phương tiện thủy chỗ kia thì nó sẽ tốn thời gian ha. Thì những anh chị khách bên em là để nhằm tăng lên sự tiện lợi thì đặt luôn những cái máy như là Yokohama và Hinota nè các anh chị, và những cái áo phao luôn ha. Như đây là cái máy được giao đi cho anh Giang ở Lạng Sơn. Thì trong đây là một cái bộ máy Hinota, là cái dàn láp của anh là sẽ là dài 2m8 ha các anh chị. Và đến cái bộ thứ hai ngày hôm nay sẽ được giao đi cho anh khách bên em là anh Mừng ở Lộc Bình, Lạng Sơn. Đây là máy 18HB đến từ thương hiệu là Hinota luôn ha. Anh cũng xài luôn là chân vịt Thái. Đến cái bộ này của em là sẽ được giao đi cho anh khách tên là anh Nam ở Vĩnh Phúc. Cái bộ trong đây của anh sẽ là máy Hinota 7 mã lực và ống láp là dài 2m5 ha. Thì anh cũng ủng hộ luôn là 4 cái áo phao. Tiếp đến thì đây sẽ là một cái đầu máy đến từ thương hiệu là Yoko 6.5 mã lực, được giao đi cho anh tên là anh Văn Bắc. Anh Bắc này ở bên em là ở Hải Phòng ha các anh chị. Và ở ngoài đây là một bộ máy đến từ thương hiệu là Yokohama ở 6.5 mã lực, được giao đi cho anh Tuấn ở Quảng Ninh ha các anh chị. Đó. Thì những cái bộ máy tiếp tục được lên xe. Đây là quá trình lên xe những cái máy của những anh chị khách ủng hộ phương tiện thủy của em ngày hôm nay ha các anh chị. Và sau đây là quá trình lên một cái bộ máy 18HB của anh Giang ở Lạng Sơn ha các anh chị. Thì em cũng xin cảm ơn anh Giang đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite nguyên trọn bộ vỏ lãi cũng như là bộ máy 18HB. Hiện tại là trời đang mưa các anh chị ơi, tuy nhiên là những chú và cũng như là tài xế bên em vẫn lên hàng để nhằm kịp cái tiến độ giao hàng đi cho các anh chị ha. Tiếp đến thì là một cái bộ máy của anh Mừng tiếp tục được lên xe. Thì em cũng xin cảm ơn anh Mừng đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite nguyên trọn bộ máy 18HB đến từ thương hiệu là Hinota. Và đây là quá trình lên bộ máy Hinota 18 mã lực đến từ đi cho anh khách bên em là anh Mừng các anh chị. Thì em cũng xin cảm ơn anh Mừng đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite. Đây là đầu máy đến từ Yokohama và 6.5 mã lực của anh Văn Bắc vừa mới được lấy lên hàng. Thì anh ủng hộ bên em là một cái xuồng tam bản 4m, một cái xuồng cắt lái 5m4 siêu tải. Và tiếp đến cái máy che này là chuẩn bị được lên là của anh Nam ở Vĩnh Phúc của các anh chị. Anh ủng hộ bên em là cái cano 4m5 ở phiên bản cao nước và cũng như là làm máy che. Thì những cái phương tiện thủy là hiện tại là còn sót lại nè các anh chị, tới là 4-5 chiếc lận. Tuy nhiên là hiện tại hôm nay là mình lên những chiếc bự đó các anh chị, nên là cái xe nó đầy. Thì giao xong cái hàng này tầm khoảng là 3-4 ngày sau thì xe này là tiếp tục là quay lại lấy thêm tiếp những cái chiếc mà hôm nay bị cù lại ha các anh chị. Thì quá trình lên hàng cơ bản ngày hôm nay là đã xong. Em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite trong suốt thời gian qua. Và đồng thời là cũng cảm ơn tất cả các anh chị đã ủng hộ Trung Tính Composite ngày hôm nay nói riêng. Thì sau đây em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị đã quan tâm và ủng hộ Trung Tính Composite, cũng như là những anh chị sắp tới là cũng sẽ chọn Trung Tính là một trong những nơi an toàn để anh chị có thể là trao niềm tin để nhận về những cái sản phẩm chất lượng ha các anh chị. Ngoài bán phương tiện thủy như cano, bobo, vỏ lãi, xuồng, bên Trung Tính Composite còn cung cấp đến các anh chị là những cái phụ tùng chuyên là bằng inox như là dàn láp và chân vịt, với chân vịt là inox 304, chân vịt Thái các anh chị. Và đặc biệt là những cái máy chính hãng đến từ thương hiệu là Yokohama và Hinota. Sau đây thì em xin chào tất cả các anh chị, đồng thời là anh chị nhớ bấm đăng ký vào nút màu đỏ ở phía bên dưới video này của em để làm động lực cho em là lúc nào cũng là quay nhiều clip gửi đến các anh chị nha các anh chị. Em xin chào ạ.